Hello, xin chào mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Hôm nay Dung đi dạo mua đồ nha. Này là con đường từ nhà Dung đi tới chỗ mua đồ. Ở bên đây là trước cửa nhà người ta, là người ta có cái sân vườn trước cửa. Đây là cái quầy rút tiền. Hôm nay trời có gió lạnh, hơi gầy nắng bữa nay cho gió lạnh hơn. Này là cái chỗ bác sĩ đàn bà. Này là bác sĩ nhà với một cái phòng bác sĩ. Việt Nam một bác sĩ tư vậy đó, nhưng mà này không phải của tư mà là của nhà nước, nhưng mà kêu là gì, ở Đức kia là bác sĩ nhà chứ không phải là cái bệnh viện.
này là cái trường học. Và tới bên đây nhìn như vậy, chỗ này là đây là cái bệnh viện đây, cái bệnh viện mà ngay chỗ Dung ở nè, trang chỗ cái này nè, như vậy này nè, hai bên đây sẽ là cái chỗ bác sĩ nè, cái má hai chỗ này là chỗ bác sĩ đây, còn chỗ này cũng như chỗ này là cái bệnh viện nè. Cái bệnh viện ngay cái vùng mà Dung ở đó. Đây là cái bãi đậu xe. Bữa nay ngày thứ bảy chủ nhật, với lại bây giờ corona người ta hạn chế, không có cho, đâu có cho vô ai vô đâu, người bệnh viện đâu. Này cái dãy này là giấy mà cái bệnh viện như vậy này. Nhìn cái thò này luôn, bên đây thì chỗ này luôn, chỗ này là chỗ người ta bán đồ cho mấy người, mà chỗ này là cái phòng của bác sĩ, mà bác sĩ xương rồi tay chân rồi đó tay, chứ ở dưới đây người ta có bán đồ mà cho mấy người mà khi mà bệnh mà cần đó, tay chân giống như thể thao vậy đó, xương rồi đó, gãy tay gãy chân rồi đó. Đây là cái bệnh viện nè, những khu là bệnh viện. Này chỉ quay sơ sơ vòng ngoài ở ngoài thôi, không quay hết được. Nó dài từ đây tới đây và nó bự bên kia nữa. Đây là cái bãi của bệnh viện luôn. Đây là nhà của người ta.
Ở đây đường toàn là dốc không à. Thấy không, thấy nhà ai cũng toàn là người ta chờ có cái giường chứ cửa nhà không à. Này là cái tiệm bán đồ, này là cái tiệm bán đồ rẻ tiền nè. Còn chỗ này là cái khách sạn nè. Đó, chữ restaurant là khách sạn. Cái đây là cái dãy nha, dãy nhà cổ hồi bữa Dung quay nè. Cái đây này dãy nhà cổ hồi bữa Dung quay đó mà. Hồi bữa Dung chỉ quay một khúc bên kia thôi. Nó có nhiều chỗ lắm. Còn khúc bên đây nữa, khúc bên kia nữa. Này nhà chỗ với nhà cổ dưới phố. Bữa là quay khúc bên kia, bên này là quay khúc bên này là đi đường bên đây. Bên đây người ta chạy xe bốn bánh lên và đậu chiếc đậu đại ngoài đường không à. Không ai phá cũng không ai lấy gì nha. Ai có nhà camera thì người ta chạy vô camera, còn không thì người ta đậu ngoài đường vậy đó. Còn Việt Nam thì có xe hơi thì phải có chỗ đậu chứ không dám đậu tầm bậy. Còn đây người ta đậu đại ở ngoài đường vậy xong á.
chỗ, cái chỗ bưu điện này, cái màu vàng vàng là cái chỗ bưu điện nha. Còn đây là cái tiệm, nguyên cái bồn binh nè, nguyên cái ngã tư. Ở đây có tiệm bán dâu nè ha. Nó là này nè, cái hình trái dâu nè ha. Ở đây có cái tiệm dâu nè, có cái nhà đó, cái nhà có hình thể hình trái dâu đó. Nó mùa hè là người ta bán dâu như đó. Đây. Mùa hè là người ta bán dâu. Sao? Đây là ta dựng lên cái tiệm ở ngoài đường như đó, người ta bán dâu nè. Và bán trái cherry á. Đi nhưng mà bên đây vào mùa hè nó mới có, với lại dâu á. Vậy này là vậy, nhà người ta mới cắt thôi. Nhà này là nhà chung cư nha, nhà chung cư nhưng mà một cái là mấy trăm ngàn euro đó. Là các người ta bán cho mình mua đó. Một cái mấy trăm ngàn. Vậy nhà này là vậy, nhà mới cắt thôi. Đây là cái hồ. Cái hồ này dưới đây nó có cá nè, có vịt nè. Chỗ này người ta trồng bông. Nhưng cái hồ này nó bự lắm à. Đây là chỗ đèn xanh đèn đỏ nè. Bên này là cái khách sạn nè. Khách sạn người ta mới cắt nè. Khách sạn này cũng lớn lắm. Thấy bà đây dẫn chó không?
Bên đây sáng người ta nuôi chó, người ta hay dẫn chó đi dạo cho nó đi ra, nó đi ỉa rồi đó, ỉa đái rồi đó. Mình từ nhà băng này là chỗ ao ca, chỗ bảo hiểm á. Nó thấy không? Nè, hai cái nhà này nè. Hai cái nhà này đỏ đỏ vàng vàng này là ta cũng mùa hè ta che ra, người ta bán đồ ngoài trời á, bán dâu bán trái cây rồi á. Đây là chỗ mua đồ, bây giờ mình đã tới chỗ mua đồ rồi nha. Bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Đây.